thị trường ô tô Việt Nam ấm trở lại khi các mẫu xe có doanh số bùng nổ trong tháng 3 năm 2024 với hơn 30.000 xe bán ra. Tổng quý 1 năm 2024 đạt hơn 66.000 xe. Bước vào quý 2, chặng đua thứ 2 trong năm 2024, các nhà sản xuất ô tô sớm có những động thái bứt tốc với loạt khuyến mãi khủng, đồng thời đẩy mạnh ra mắt nhiều sản phẩm mới, qua đó đưa tới thêm lựa chọn cho người tiêu dùng tại thị trường Việt Nam. Giá lúa gạo hôm nay tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long không biến động. Trong tuần qua, giá lúa gạo các loại đồng loạt tăng từ 100 đến 500 đồng 1 kg do nguồn cung về ít. Nông dân chào giá lúa tăng so với cuối tuần trước. Hiện vụ lúa đông xuân tại hầu hết các địa phương đã đi vào cuối vụ. Tại Cần Thơ, nhiều thương lái bắt đầu mua lúa non vụ hè thu với mức giá cao. Theo thông tin từ Sở Y tế Hà Nội, trong tuần này, tính từ ngày 5 tháng 4 đến 12 tháng 4, trên địa bàn thành phố ghi nhận 161 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng, tăng 37 trường hợp so với tuần trước. Bệnh nhân phân bố rải rác ở 28 quận huyện, trong đó có thêm 3 ổ dịch tay chân miệng tại huyện Ba Vì, 2 ổ dịch và quận Thanh Xuân. Từ đầu năm đến nay, toàn thành phố ghi nhận 585 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng, tăng hơn 1,5 lần so với cùng kỳ năm ngoái.